Đi học vui không? Hả? Lâu rồi không đi học, đi học rồi vui không? Hả? Vui lắm à? À, cô giáo mở hoạt hình cho xem không? Có luôn hả? À? Chưa ăn cơm gì? Ăn cơm với cháo. Ăn cơm với cháo á? Sao lại ăn cơm với cháo? Cô nấu thịt hay nấu cá cho ăn? em ngồi đây với anh Thịnh nè. Đúng rồi, ngồi đây với anh Thịnh đi. Thịnh sắp em bé rồi nhỉ, thấy không? Em cu em bé. Anh Thịnh đẹp trai. Anh Thịnh đẹp trai. Ăn xong rồi anh Thịnh chở đi chơi nhá. Đây này, ngồi sau anh Thịnh này, anh Thịnh chở đi. Rồi đi đâu?